thì cái câu chuyện mà mình gây dựng ở niềm tin nó phải là một cái sự rất là bền bỉ nó phải là consistency over time cái chuyện là bố thành công nó không phải là một doanh nghiệp thành công nhưng nó chỉ là một bước thành công đầu tiên để mình có xăng để mình đi okay. um, uh, có cơm có lũa để hmm. mình nuôi tim chứ nó chưa gọi là một uh, thành công trong business em sẽ mạnh nhất về phần gì em nghĩ em mạnh nhất là em hen <laughs> em nghĩ em, em rất là hen rất là vui được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của blue venture series trên kênh việc success mình là quốc khánh host của chương trình à, đây là chương trình mà ngày hôm nay chúng tôi quay hình trong một buổi chiều mưa sài gòn cho nên là rất mong quý vị thông cảm cho một cái tiếng động hiện trường trong suốt quá trình chúng tôi uh, trò chuyện à, và tiếp nối tinh thần của giải thưởng blue venture award giải thưởng doanh nhân vì cộng đồng các năm trước đây thì blue venture series là một chương trình mà chúng tôi trò chuyện với các nhân vật là các nhà sáng lập các doanh nghiệp với những sản phẩm dịch vụ có ảnh hưởng đến cộng đồng và rất là cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa những thông điệp, những bài học giá trị về khởi nghiệp và trong tập tiếp theo của ngày hôm nay thì rất là vui được gặp lại một gương mặt quen thuộc trước đây đã từng xuất hiện trên chương trình của tôi một lần hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về chủ đề tập trung hơn dành cho các bạn startup founder những bạn khởi nghiệp đó là chủ đề gọi vốn anh là sáng lập và là CEO của JobHopIn, là một startup ứng dụng công nghệ AI và công nghệ máy học vào trong nền nhân sự, giúp tối ưu hóa cái việc tuyển dụng. Và sau hơn 6 năm hoạt động, thì JobHopIn cũng đã gọi vốn thành công vòng Series A được 2,5 triệu đô la và hiện nay đang có mặt tại Việt Nam, Nhật Bản, Singapore và đang tiếp tục cái vòng gọi vốn tiếp theo vòng Series B để tiếp tục phát triển và mở rộng ra các thị trường khác của châu Á. Rất vui được gặp lại nhà sáng lập của Job Hop In, Kevin Tùng Nguyễn. Xin chào Kevin. Alo anh Khánh, <laughs> em cũng rất là vui. Hôm nay ừ. có dịp trở lại với chương trình để cùng trò chuyện với anh Khánh về một chương trình rất là thú vị. Cảm ơn <laughs> gọi vốn. Cảm ơn Kevin rất nhiều. Chúc mừng Kevin vì <laughs> những thành quả vừa qua, luôn luôn theo dõi em. Và thấy những cái gọi là cập nhật của Job Hop In liên tục. Thật sự thì uh, Kevin cũng đã từng xuất hiện trên kênh việc Sát Sát một lần rồi. Uh, và cũng xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Nhưng mà với những bạn, với những khán giả mà chưa từng được biết Kevin là ai hoặc chưa từng biết Job up in là gì thì uh, có thể giới thiệu lại một chút về cái mô hình của Job up in, tức là ứng dụng AI vào tuyển dụng nhân sự nghĩa là mình làm gì. Nghe ứng dụng AI là rất là phức tạp nhưng mà Hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp đa số, đặc biệt là các, các doanh nghiệp lớn mà có nhiều dữ liệu không ứng dụng AI chắc cũng không biết làm sao để mà phân tích mà quản lý được cái đống dữ liệu khổng lồ đó. Nhưng mà trước đây, trước khi có AI thì lúc mà Kevin mới bắt đầu start up với mô hình hiện tại ừ. 4 năm trước thì thực sự job in tụi em cũng chỉ có một cái website và Kevin chạy running around ừ. networking like crazy okay. để mà có đủ có 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 đủ được um, khách hàng và 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 giúp cho khách hàng uh, tuyển dụng những cái vị trí uh, như là engineer như là mm. products uh, như là sales manager chẳng hạn thì uh, mình mình nghĩ là làm sao bây giờ cái việc mà mình giúp cho các cái doanh nghiệp tuyển dụng nhanh hơn tốt hơn làm sao để mà mình thể scale được cái business này thì cách duy nhất lúc đó chỉ có thể là À, là ứng dụng AI để tự động hóa tất cả cái việc đó ừ. Cái vấn đề sử dụng nó rất là lớn nhưng mà vấn đề về quản lý và dữ liệu về nhân sự ừ. về nhân tài, đặc biệt là trong các cái uh, ngành như là dịch vụ tài chính, ừ. uh, ngành như là công nghệ uh, bất động sản, uh, bất lẽ thì rất là lớn ừ. Thì khi đó làm sao để mà có thể có nhiều như là Kevin nữa và thời gian Kevin mỗi ngày thì, thì chỉ có 24 tiếng cho mọi người thôi mà ngồi đọc uh, thủ công bằng mắt thì đọc được khoảng bốn năm trăm CV trang là xỉu rồi. Ừ. Giờ nếu mà bây giờ có một cái kho dữ liệu mà uh, trên online mà đến vài chục nghìn CV thì làm sao là đọc được cái đống CV này ừ. rất là nhanh để biết được là ok bao nhiêu CV là uh, tiếng Anh hay là bao nhiêu CV là tiếng Việt bao, uh, bao nhiêu CV là sẽ có kinh nghiệm là bao nhiêu năm trong từng lĩnh vực nào đó có, có những kỹ năng nào đó thì cách tốt nhất và uh, cách duy nhất là mình ứng dụng những cái công nghệ về máy học từ đó mình tận dụng cái khả năng của của máy ừ. mình huấn luyện uh, ai ừ. chọn đúng mô đồ tại vì thực sự trước đây mình chưa biết mô đồ nào thì lúc đó nó còn khó khăn nhưng khi mà bây giờ đã rất nhiều mô đồn trong cái uh, lĩnh vực về data đặc biệt là NLP là gọi là phân tích ngôn ngữ tự nhiên, ừ. nó đã rất là phổ biến và rất là nhiều model đã được uh, prove thành công rồi. Ừ. Thì cái vấn đề mình chọn model nào uh, nó nó không còn là khó để ứng dụng AI. Ừ. Uh, nhưng cái phần quan trọng nó khó hơn đó là làm sao để mình có thể được chọn được những cái uh, những cái vertical những cái ngách rất là uh, uh, tốt uh, với cái bài toán tài chính về business nó còn quan trọng hơn. Thì khi đó job in mới uh, tập trung và phát triển um, cái hướng uh, về sản phẩm cũng như là thị trường như là job in đang đi hiện nay đó là ứng dụng AI vào cho các doanh nghiệp vừa và lớn, ừ. um, đặc biệt trong những ngành như là dịch vụ tài chính ừ. uh, và ngành công nghệ uh, uh, và để uh, tự động hóa cái phần đó như ừ. là hiện tại. Đúng là công nghệ để giải quyết các vấn đề của một cái người bình thường mà trước đây một người tuyển dụng nhân sự sẽ không có đủ thời gian để làm hết bây uh, giờ mình vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay đó là vận gọi vốn anh biết là Kevin cũng đã qua được vòng đầu là vòng Series A cái vòng rất quan trọng hai uh, năm triệu đô la chúc mừng lần nữa ha và đang trong giai đoạn cái vòng tiếp theo thì muốn hỏi một chút rất là đặc biệt lên cái phần liên quan đến cái phần này với một doanh nghiệp startup với một uh, người sáng lập thì khi nào thì mình sẽ cần phải gọi vốn và cái việc những cái bước đầu tiên cho cái việc nghĩ tới chuyện phải gọi vốn thì chuẩn bị là chuẩn bị điều gì nếu mà nhớ lại khoảng thời gian đầu của Chapman In anh nhớ là những ngày đầu tiên mà mình trở về Việt Nam ừ. mình cũng đã giành được một số vốn uh, cũng khá khá um, và mình nghĩ là khi mình 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 phải rất là cẩn thận để ừ. mình chọn được một cái thị trường nó đủ lớn ừ. uh, và mình phải, uh, phải 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 làm sao để mà mình xây dựng được những cái MVP đầu tiên là cái mình đủ sản phẩm uh... sản phẩm mà là minimal viable products đó là những cái sản phẩm mà là rất là đơn giản để mình 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 giới thiệu được với thị trường với doanh nghiệp là ý tưởng của mình đây là, là cái giải pháp của mình mà giải quyết được những cái bài toán những cái vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải thì, à, thì ở những cái thời gian đoạn mà nó rất là sớm trong ý tưởng của mình đó có rất nhiều mọi người sẽ suy nghĩ là ok thứ nhất là mình có tiền rồi mà đâu cần gọi vốn làm gì Đúng rồi. hoặc là mình không có ý tưởng bây giờ mình mình chưa có kinh nghiệm mà xây dựng được doanh nghiệp nào thành công ấy, bây giờ gọi vốn ai đưa tiền hay là gọi vốn đây có phải là đi vay không? Ừ. À, nhưng có nhiều người rất là suy nghĩ rất nhiều ước mơ ừ. mà để mà những ước mơ này thành được hiện thực để mà có được um, đủ tiền để trang trải chi phí từ lương nhân viên ừ. cho đến phòng ốc cho đến marketing chi phí xây dựng sản phẩm à, thì việc đầu tiên là tiền đâu phải <laughs> có tiền thì tất cả những cái kế hoạch này mới trở uh, nên hiện thực được và có rất nhiều cách để mình có thể là uh, gọi vốn hoặc là không gọi vốn nhưng cái câu cái câu hỏi mà quan trọng nhất trước khi mọi người quyết định gọi vốn hay không gọi vốn là mọi người có thực sự uh, tin và muốn theo đuổi đến vào ý tưởng này đến cùng ngay cả khi mà mình 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 sẽ sẵn sàng uh, bán nhà mình sẵn sàng bán tất cả những cái tài sản của mình mình sẵn sàng làm gọi là Uh, nếu mà có thể tín dụng ở Mỹ thì mình sẽ max out tất cả những hạn mức tín dụng để mình có thể là chấp nhận có thể khả năng nếu mà đây là ý tưởng này nếu thất bại sẵn sàng phá sản yeah. nếu nếu mà cái 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 việc tệ nhất là phá sản rồi thì đi xin việc làm lại và okay. <laughs> đi làm lại thôi uh, đó là câu chuyện mà mà người nghĩ là rất quan trọng trước khi mình quyết định là gọi vốn hay không ừ. thì phải biết được là cái ý tưởng mà mình muốn kinh doanh ừ. nó đang nó 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 có đủ lớn mà tâm huyết của mình có đủ đủ tin để mình có thể là bỏ việc làm bỏ mọi thứ và dành tất cả những cái tiền mà mình để dành vào ừ. vào cái cơ hội này. Vậy thì khi ừ. khi khi cái yếu tố mà doanh thu của công ty hoặc là dòng tiền của công ty nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái việc mình nói chuyện với nhà đầu tư? câu hỏi của anh khánh ở đây là 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 làm sao để mình có thể làm tìm được những cái người mà uh, tin vào cái cơ hội này thì em nghĩ là um, lúc đầu khi mà em mới về Việt Nam á em chẳng biết ai hết uh, thì cái chuyện mà em nghĩ tốt nhất để mà tìm được những người mentor những người họ giỏi uh, hơn mình họ thành công hơn mình họ sẵn sàng giúp mình đó, đó là từ lúc mà mình chưa cần họ giúp gì hết mình Pay the forward bằng cách là mình offer thời gian, ừ. offer uh, trí tuệ của mình ừ. để mình có thể giúp được những việc mà những người họ đang làm ừ. mà họ có rất nhiều uh, ý tưởng, rất nhiều mối quan hệ nhưng họ không có nhiều thời gian. Rồi. Thì khi đó cái việc mà pay it forward ở đây là uh, Kevin chỉ cần hỏi là OK anh chị có cần em giúp gì không? Ừ. Uh, giờ em đảnh lắm. Uh, uh, hồi trước đây anh chị làm giúp em cũng nhiều á, cũng hay like em cũng hay góp ý cho em, cho em những ý kiến này kia nên ừ. là em mới được uh, như hôm nay. Thì vì em rảnh lắm, em cũng để dành được cũng khá khá tiền. Ừ. Thì bây giờ cho em uh, giúp anh chị làm gì đó? Thì trước khi cái chuyện gọi vốn á, tất cả những cái uh, cái câu chuyện mà mình phải forward để mình giúp cho những người mentor của mình, mình tạo niềm tin rồi. Cho đến khi mà mình cần vốn, ừ. ngay cả khi mình không cần phải gọi vốn nhưng mà mình nghĩ là mình nên mời những cái người mà mentor của mình ừ. họ rất là giỏi ừ. và họ uh, cùng họ, họ, họ sẽ cùng gọi là đặt cược vào cái cơ hội ở kinh doanh này ừ. cùng với mình uh, thì để được làm được điều đó cho nó dễ thì cái câu chuyện mà mình gây dựng được niềm tin nó phải là một cái sự rất là bền bỉ ừ. nó phải là consistency over time ừ. thì cái đó niềm tin mới được xây dựng chứ không ai tới anh tin em tại vì em học Harvard em học Stanford hay là em đã từng làm lãnh đạo công ty này công ty kia trả thì nó hết nhưng mà nếu trong năm bảy năm trước mình đã cùng gặp nhau mình đã cùng khi ngồi uống với nhau chơi bia kể về bao nhiêu ước mơ bao nhiêu thất bại không rồi cùng đá banh té lăn ra với nhau những chuyện nhỏ nhỏ đó nó tạo trong những niềm tin từ từ nó xây dựng lên À, tức là Kevin uh, cho trước để nhận sau và những cái nhà đầu tư cũng chính là những cái người mà trước đây mình đã từng có mối quan hệ và mình giúp họ trước thông chính qua xác. những uh, yeah. chính cái mô hình shop in của mình hoặc là yeah. những cái việc mình đang làm đúng không chính xác xây dựng mối yeah. quan hệ trước yeah. ý anh là hỏi đây là khi mà nhà đầu tư uh, đang cân nhắc uh, đầu tư vào shop in đồng ý là bên cạnh mối quan hệ rồi uh. rất là tin tưởng Kevin rồi nhưng muốn hỏi một ít tốt cái chỗ mà cũng rất quan trọng đó là nhìn vào doanh thu hoặc là cái tương lai dự dự đoán trong tương lai cái mô hình này nó sẽ mang lại cái dòng tiền như thế nào hoặc là cái khả năng kinh doanh của cái business này như thế nào thì đó cũng là một yếu tố thì ở đây muốn hỏi cái Vin cái chỗ này là khi mà nói chuyện với nhà đầu tư mà họ hỏi về tiềm năng trong tương lai cái khả năng mà có doanh thu dòng tiền ổn định như thế nào thì nó chỗ đó mình các doanh nghiệp start up thì sẽ thường gặp khó khăn như thế nào khi mà phải chứng minh điều đó hồi hồi trước khi em về Việt Nam đó, ừ. họ làm làm ở bên Mỹ á thì em đọc rất là nhiều sách và cũng nghe rất là nhiều podcast và cũng follow rất là nhiều các, ừ. các investor rất là giỏi ừ. uh, và thành công mà trên uh, ở Mỹ, ừ. chẳng hạn như là những founder uh, như là Sam Altman uh, ừ. là president của Y Combinator ừ. uh, hay là uh, có rất là nhiều các cái investor họ họ sẵn sàng viết rất là nhiều blog rất là hay ừ. thì những cái giai đoạn đầu tiên của doanh doanh nghiệp uh, quan trọng tất cả là founder uh, họ biết là dù cái idea nó có tốt hay không uh, nhưng mà founder này thực sự là không có tâm huyết dạ. founder này đang làm một lúc rất là nhiều các cái project khác nhau okay. hoặc là founder này vẫn đang là một người là một một cái, cái cái vị trí rất là cao ở trong một tập đoàn nào đó và vẫn chưa đủ can đảm và chưa đủ niềm tin ừ. và cho cái chính cái ý tưởng của mình để mà bỏ cái job đó nghĩ việc để mà tập trung toàn tâm toàn ý vào trong cái 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 startup này ừ ở giai đoạn đầu tiên khi mà uh, công ty chưa có doanh thu, ừ. sản phẩm chưa có hoặc là chỉ có một cái website rồi founder chạy vòng đi bán okay. <laughs> với một website đó thôi thôi thì lúc thì đó mà đầu tư hay không đầu tư ở giai đoạn mà pre series hay là seed đó, ừ. thì nó tất cả là từ cái tâm huyết và cái sự sẵn sàng hy sinh và sẵn sàng chiến đấu đến đến cùng của founder thì khi đó Uh, mình 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 uh, cái nhà đầu tư mà họ giỏi họ sẽ dành rất là nhiều thời gian họ rất là tôn trọng họ sẽ rất là kiên nhẫn để mà họ đi là nói chuyện với mình rất là nhiều họ ừ. gặp bạn bè với mình nói chuyện với những người đồng nghiệp cũ của mình hay là ừ. những người khách khách hàng mà mình đang không có nhiều nhưng ừ. mà uh, mình họ họ sẽ sẽ hiểu được mình hơn ừ. là biết là founder này là có cỡ nào ấy nữa thì cũng sẽ không cũng, cũng sẽ cũng cũng sẽ không từ bỏ ừ. Từ cái cái doanh thu cái doanh thu nó sẽ lúc đó sẽ không phải là quá quan trọng đúng rồi nhưng mà đến khi em nghĩ là đến khi mà giai đoạn mà đã bắt đầu thời gian này là thời gian mà kinh tế cả toàn cầu khó khăn rồi <laughs> à, anh có làm web 3, web 2 gì á thì web 3 thì quá khó rồi ừ. à, nhưng mà giờ anh làm web 2 anh có ý tưởng làm mà xây dựng một cái một cái business mà gần đây em thấy là uh, nhiều bạn bè gọi vốn được rất nhiều tiền năm bảy triệu đô mà ừ. nhiều khi không cần phải làm test Uh, chỉ cần làm những uh, vực như F&B, mở quán nhậu thôi, mình uh -huh. tất cả những quán nhậu này, quán nào ra là lãi quán đó uh -huh. trong vòng 3-4 tháng. Rồi và không cần thêm, nhưng mà gọi vốn rất dễ dàng và rất là nhiều từ những tập đoàn, những quỹ đầu tư cực kỳ lớn. Uh -huh. à, thì em nghĩ thời gian này rồi, đó, tất cả mọi cái cái cái, cái uh, nhà đầu tư mà họ đang quản lý những cái đồng tiền thông minh đó, họ sẽ tìm được những cái founder đang vận hành những cái doanh nghiệp trong thị trường phải có lãi. Ok, phải có lãi. Thị trường có khó khăn cũng được nhưng mà <laughs> cái business đó phải có lãi. Okay. Còn cái business đó B2C hay B2B nhưng mà ồ oh, anh phải bên 10 triệu đô để anh kiếm được doanh thu 5 triệu đô là anh bye bye, anh thua ở đó. Uh -huh. Anh khỏi đừng nghĩ đến chuyện uh, gọi vốn. rồi Anh có giỏi cỡ nào, anh có ở từng là bán công ty 100 triệu đô trước đây bây giờ anh muốn gọi mà 10 triệu thôi. Nhưng mà anh gọi 10 triệu để mà anh đi kiếm được 5 triệu là anh thua rồi đó. Anh anh gọi 10 triệu thì anh phải kiếm được 10 triệu. Anh bên 10 triệu Cho vòng 1 năm tới hay tháng hai, hai năm tới anh ừ. phải lãi. Ừ, phải nhớ anh phải break even. Thì kế hoạch kinh doanh của anh nó phần nào dù anh đã từng vài năm uh, làm việc uh, đã, đã từng công ty thành công hay là đây là công ty đầu tiên của anh ừ. thì cái business plan của anh nó nói đến rất là nhiều à là anh có hiểu được bài toán tài chính hay không ừ à, mọi người hay nói ở kevin giỏi sale nên là sale thôi chứ đâu biết uh, uh, giữ tiền đâu uh -huh. kiếm nhiều tiền tiêu hết nhiều <laughs> à, thì đúng rồi thì mình phải mình phải tập trung giỏi một phần nào đó chứ bây giờ founder mà không biết build không giỏi engineer không có lập trình được cũng không biết sale hoặc là sale giỏi mà build sản phẩm không ra gì à, hoặc là không tìm được những đồng đội lắp đi những cái khoản yếu của mình mình không giỏi giữ tiền thì mình phải tìm được những người về làm về tài chính cùng với mình mà họ giỏi về chuyện giữ tiền cho mình ừ. những um, những đồng nghiệp làm về kế toán hay là những bạn operation vận hành cực kỳ là hiệu quả ừ. thì khi đó mình mới lắp được cái câu chuyện là trong thị trường hiện tại rất là khó khăn <laughs> kiếm tiền đã khó rồi, giữ tiền còn khó hơn ừ thì khi đó mình mới thuyết phục được nhà đầu tư họ đầu tư vào cho mình khi mà mình show được cái bài toán tài chính nó rất là rõ ràng và rất là rất là rất là uh, rất là mạnh mẽ và đơn giản hóa cái chuyện là phải có lãi ừ. uh, chứ không phải là ok tôi giỏi gọi vốn rồi bây giờ tôi cứ gọi thiệt nhiều tiền nó tôi cứ grow như hồi xưa là không có chuyện nó xảy ra nữa ừ. xa rồi những thằng ngày mà anh cứ có một cái deck nhìn làm rất hoành tráng Uh, anh đang là một uh, phù thủy gọi vốn là anh có thể là biến một phát là anh ra được uh, một đống uh, uh, các nhà đầu tư uh, lớn để dành nhau uh, đốt tiền cho anh là không có rồi đó ừ. bao nhiêu uh, thị trường bao nhiêu công ty gọi vốn rất là nhiều đã sập thị trường đã khó khăn thì bây giờ cái cái việc đầu tiên là founder uh, không, không, không những là phải giỏi mà phải tìm được những thị trường nó phải rất là uh, tiềm năng trong hai ba năm tới Rồi. để mà cái việc kinh doanh của mình sản phẩm của mình nó không có đốt nhiều tiền quá ừ. mà nó phải kiếm được tiền mà phải có lãi nói chung là phải có lãi cái bài toán ừ. tài chính phải và chứng lại. minh được cái điều đó với nhà đầu tư à, vậy thì ở shop in thì như Kevin vừa chia sẻ đó em sẽ mạnh nhất về phần gì và cái phần bài toán tài chính đó sẽ có phải là là một điểm mạnh của em không? hay là em nghĩ em mạnh nhất là em hen <laughs> em em anh em rất là hên. Um, tại vì có nhiều lúc mà gặp bạn bè người ta giỏi quá người tao không hên bằng mình á. Kim tốn quá nói vậy. họ nói thiệt Rồi. Là, là em nghĩ là mà hên ở đây á là cũng là một cái khoa học của cái hên á. Mà em nghĩ hên ở đây là em nghĩ là sao mà hên vậy được. Đó là mình cũng phải chọn đúng thời điểm, đúng chỗ và mình đã chuẩn bị rất là nhiều để mình hên. Đấy, chuẩn bị rất nhiều để tới đúng thời điểm thì nó mới xảy ra đúng không? À, tại những cái mình nếu mà mình không chuẩn bị mà lúc đó mà mình có cơ hội để đến với mình á, mình không không hiểu mình nắm bắt nó như thế nào, hoặc là nó bắt với ai. Phải bây giờ có đưa rất nhiều tiền mình cũng biết xài kiểu gì. Có rất nhiều nhà đầu tư lúc trước uh, uh, cũng nghĩ là ok, tại sao uh, với một cái profile như mình cũng đã từng học economics, cũng học finance, sao không làm về fintech mà đi làm về Tech làm gì? Extra Tech nó đâu có sexy đâu. Gọi vốn đâu cần nhiều đâu. Uh, trong khi fintech thì có thể là uh, giờ hỏi uh, uh, đưa cho Kevin trăm triệu đô Kevin làm gì Kevin um. sẽ trả rất đơn giản cứ đưa lại tại <laughs> vì <Thì, cười> không biết xài trăm triệu đô làm okay. gì bây giờ mình trong khi là cái business của mình bây giờ mình chỉ cần hai triệu thôi đó thì hai triệu là mình đã đủ build một cái business nó đủ bền vững phát triển và mang lại rất nhiều sự sung sướng và hạnh phúc cho khách hàng mình rồi okay. uh, Tức là với job up in thì cái bài toán tài chính mà nãy có viên có nói đó là chứng minh cho nhà đầu tư thấy là mình sẽ có khả năng xin lãi đó thì với job up in thì em gặp cái điều khó khăn gì nhất khi mà trả lời những câu hỏi của nhà đầu tư xoay quanh cái bài toán tài chính đó lúc mà serie thì à. lúc đó em nghĩ là cái sự mà chứng minh được đơn giản trong cái business của mình oh business của mình là business về tuyển dụng rồi uh, thì mình đang cạnh tranh với ai Okay. Hay là cái business của mình là business về AI, ừ. về B2B data, ừ. thì mình cạnh tranh với ai, okay. ờ, mình phải hiểu được đối thủ của mình là ai, thị trường mình grow như thế nào Thì vì nhìn cái thị trường thì ai cũng nghĩ là job in là, là tập trung 100% về mạng tuyển dụng, Đúng rồi. thì tuyển dụng đâu cần AI hay là nhiều khi chỉ nó nghe nói AI cho nó sang vậy đó ừ để uh, là để gọi vốn cho dễ, nhưng nhiều, nhiều cái startup sẽ bỏ là uh, AI rồi blockchain này Đời kia nhưng mà đó. nhìn vào đội hình Ờ, uh, ông uh, ông AI chả biết ông nào làm toán <laughs> 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 hoặc là uh, nói về làm blockchain để uh, là để cho nền tảng cho các uh, hoa hậu <laughs> có thể là gọi vốn để uh, từ thiện. tham gia vào ừ. từ thiện này kia ừ. nhưng cuối cùng không có một kỹ sư blockchain nào trong ừ. team hết ừ. thì làm sao anh xây dựng sản phẩm về blockchain anh gọi vốn để giúp cho họ hậu uh, cho nên có nền tảng blockchain nhưng cuối cùng là anh không có uh, engineer nào để xây dựng hết thì thì anh anh xây dựng bằng niềm tin hả ừ. đúng không những cái dọn đầu tiên em nghĩ mấu chốt lớn nhất để startup có gọi vốn được hay không ừ. đó là tìm được đồng đội giỏi được rồi và những đồng đội này họ đã từng uh, có những cái Uh, uh, nghiên cứu ừ. hoặc là có nhiều kinh nghiệm đã từng làm trong những cái doanh nghiệp đã rất thành công ừ. trên thị trường mà mình đã muốn nhắm đến rồi ừ. thì nhà đầu tư họ nhìn vào cái đội ngũ uh, vào vào những cái thời gian mà gọi vốn những cái vòng như là vòng pre a -e, vòng seed á ừ. thì đa số họ đều nhìn vào founder và họ nhìn vào cái cách mà founder có lập được tài chính để xây dựng được một cái sản phẩm trong một thị trường mà sẽ có lãi hay không trong một thời gian ngắn nhất để rồi. Mà như khi không cần gọi vốn vòng sau nữa ừ. mà vẫn có thể là phát triển bền vững. hồi xưa anh đã nói là hay là uh, để uh, uh, luôn luôn mình đi hơn uh, uh, cho unicorn uh, <laughs> để tìm những kỳ lân á uh, xây dựng kỳ lân á uh, ừ. là mà kỳ lăng thì phải theo công thức là uh, là, là, là gọi là T 3 2 D là triple 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 double double là cứ ba năm đầu tiên là triple làm sao để phát triển có ba lần ba năm đầu tiên và hai năm thứ tư thứ năm là cứ double double đó là cái công thức mà mà Uh, tất cả các cái nhà, nhà đầu tư họ nhìn vào trước đây và nói là, ô uh, anh có làm được doanh nghiệp uh, mà trong cái uh, tài chính trong kế hoạch tài chính của anh có theo được công thức đó hay không ừ. uh, và cách anh xài tiền như thế nào uh, để mà anh đạt được cái cái mức tăng trưởng đó ừ. để mà anh đạt được cái uh, mục tiêu cuối cùng là oh, anh sẽ thành một kỳ lân anh sẽ được uh, định giá hơn tỷ đô Như rồi uh, nhưng mà đó là không phải là câu chuyện của những năm gần đây nữa rồi. rồi à mà nói luôn đó là em nghĩ là cái chuyện là bốn thành công nó không phải là một doanh dịch thành công ừ. nhưng nó chỉ là một bước thành công đầu tiên để mình có được uh, có xăng để ừ. mình đi ok um, uh, có cơm có lụa để mình nuôi tim để mình có thể là cùng thử thách mình cùng uh, mạo hiểm với nhau Ừ. Đó chưa gọi là một uh, thành công trong business một cái bước đó một cái bước quan trọng có bước thêm nhà yeah, cực kỳ quan trọng đầu tiên ừ. để, uh, để mà mình có cơm có gạo để mình uh, rồi cùng xây dựng giấc mơ giờ ừ. là cái câu rất quan trọng là đó là mình sẽ làm sao đứa mình cần bao nhiêu tiền và định giá công ty của mình với shop admin hình như thế nào em nghĩ là mình khi mình càng uh, có nhiều cơ hội để mà cái business nó grow uh, rất là nhanh thì mình phải cần đủ vốn để mình có thể là em hay so sánh cái làm business với lại những cái cơ hội đầu tư um, mà những cái thị trường mà mình đang chơi chơi cờ á mình ừ. mình mình vô một cái thế cờ mà mình không đủ lương thực ừ. là mình không đủ chip để mình có thể là theo tới cùng mình ừ. thấy được những cái là những cái um, cơ hội thị trường đến được những cái vòng phía sau đó, thì mình sẽ không bao giờ có cơ hội thắng Ừ. chứ đừng nói là à, ví dụ như à, trong job in thì những đối thủ không phải là quá trực tiếp nhưng mà những đối thủ trong cùng ngành thì họ đã gọi vốn rất là nhiều tiền rồi. Mình tham khảo mà... cái, cái đó đúng không? Và khi đó họ sẽ sẵn sàng họ trả lương rất là cao cho các những nhân viên của mình giỏi, họ ừ. sẽ lấy hết. Rồi. Sẵn sàng họ trả lương mà bây giờ mình không có gọi vốn để mình tăng lương, mình giữ nhân viên của mình hoặc là mình đủ để mình tìm mình tuyển được những người để tầm cỡ đi cùng mình, okay. uh, để mà mình tiêm không càng đông, okay. nhưng mà đồng đội phải rất là giỏi, ừ. thì khi đó mình mới, mình mới xây dựng những được những sản phẩm tầm cỡ quốc tế, mình mới nhìn được những cái 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 cơ hội và những bài toán mà 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 những người họ không giỏi họ không thấy được. À. Đó. Okay. thì uh, khi mình nhìn đến đối thủ của mình họ rất là giỏi chuyện công nghiệp gọi vốn như vậy, thì nếu mình không có uh, theo kịp họ ít nhất là ừ. bằng một phần nào đó để mình có thể là mình uh, tăng trưởng bền vững hơn. Ví dụ như đồng ví dụ như là một đối thủ rất lớn của uh, in đến từ Indo, họ đã gọi vốn gần 80 hơn 80 triệu đô rồi. Ừ. Và họ đã hơn 1.600 nhân sự ba nước rồi. Ừ. Trong khi bây giờ Jobin cũng chỉ mới gần 200 thôi. Ừ. Và mình làm sao để mà bây giờ trong năm sau mình phát triển được ba thị trường nữa, mình tăng trưởng được gấp không có thể là đến cấp 3 thì mình quá xịn rồi ừ. gấp đôi thôi rồi. nhưng mà uh, số lượng nhân viên nhân sự mình không cần tăng trưởng gấp đôi ừ. nhân sự mình chỉ tăng maybe sẽ xem thì càng tốt hoặc là chỉ tăng chút xíu nữa thôi nhưng mà business mình vẫn tăng gấp đôi được thì đó mới là cái sự thành công bài toán cực kỳ khó ừ. để khi mình gọi vốn mình chia sẻ được với cái nhà đầu tư họ thấy được cái câu chuyện là ok mình đang đặt mình ở đâu vậy ừ. và cái số tiền mình cần đó thì mình sẽ dựa vào cái kế hoạch mở rộng của mình em nghĩ là số tiền mình cần nó cũng dựa rất là nhiều vào cái uh, tính cách của founder nữa. Uh, có nhiều founder họ tiết kiệm lắm uh, và họ đã từng đi đến những họ đã đi đến từng cái business um, mà nó không cần nhiều tiền để thành công. Ừ. Tại vì họ sale giỏi nên họ không cần phải raise nhiều tiền. Họ chỉ raise họ chỉ raise tiền đủ để mà uh, họ tìm được những cái investor ừ. để mà, mà định giá được cái cổ phiếu của họ uh, cho, cho cho những ngày đầu tiên đó thôi tại ừ. vì khi mà có investor vào thì công ty phải uh, có cổ phiếu ừ. thì khi cổ phiếu phải có giá Rồi thì cái vòng một vòng đó chỉ là để cổ phiếu của công ty có giá thôi nhưng mà đến khi những vòng sau uh, có những cái founder mà personality họ uh, ví dụ như em thì em nghĩ là em nghĩ là mình không mình mình không thể nào mà mình có thể là mình quá bổn xỉn mình ki bo với lại là uh, nhân viên của mình được Rồi. mình phải make sure là ok uh, cái personality của em thì em cũng inspire rất là nhiều uh, <laughs> từ lúc em còn ở mỹ thì mình work hard play hard Rồi. Uh, mình work hard play harder đó thì đâm ra là uh, uh, mình mình cũng cần uh, có được đủ uh, đủ đạn dược để Rồi. mà mình take care cho anh em ừ có vẻ như nghe cái nói là cái, cái việc gọi vốn của chop in nó sẽ dùng để cho nhân viên lương cho nhân viên cái phần đó là phần chính chop uh, in em uh, không có kho bãi không có inventory không có uh, nguyên vật liệu gì hết ừ. uh, cái mà thế mạnh duy nhất của chop in là nhân sự giỏi thôi ừ. và nhân sự giỏi thì xây dựng được những sản phẩm giỏi mà dạ. không cần những nhân sự giỏi đó và vì AI nó vẫn tự vận hành thôi. Đây giờ công ty mà giờ có scale down còn có 50 người nữa thì ừ. nó vẫn đủ khả năng để nó serve được cho 10.000 khách hàng ví dụ như vậy. Trời. Thì đó mới là cái bài toán mà nó tuyệt vời mà mình có khả năng mình xây dựng được với ừ. một đội ngũ ngay tại Việt Nam mình. À, tính Kevin thì nhà? thoải mái với anh em cho nên là cái việc nó cũng ảnh hưởng tới phần nào cái cái việc gọi vốn mà cần bao nhiêu tiền đó là do là mình muốn cho đội ngũ nhân sự của mình có được những cái để làm sao để mình tìm được tất cả ừ. những đội ngũ nhân sự rất giỏi mình tìm không cần đông nhưng mà anh em phải rất là giỏi thì phải trả lương cao phải trả lương cao phe thôi đúng đấy. Đúng. đấy thì khi đó à, mình cũng biết là cái phần cái vốn mình cần là bao nhiêu chính xác ừ. cảm ơn Kevin à, đúng là câu chuyện gọi vốn thì còn nhiều thứ lắm ở à, đây là mình sẽ cố gắng tập trung vào những cái quan trọng nhất và ở đây là OK, sau khi định giá, sau khi biết mình cần bao nhiêu rồi, ở đây là cái việc lựa chọn xem cái nhà đầu tư đi cùng với mình, thì ừ. cũng đó là cái điều băn khoăn của rất nhiều các founder khi mà với những người mà có khả năng được thu hút, đó, tức là nhiều nhà đầu tư quan tâm, đó, thì ở đây là mình sẽ chọn cái người đi đồng hành cùng với mình. Thì với Kevin, một vài cái gạch đầu dòng những cái bài học mà Kevin cho là quan trọng nhất trong cái việc mình lựa ai đi cùng với mình, thì mình để mình nhìn vào yếu tố gì khi mà chọn đối tác đi cùng với mình? Ừ. Uh, chọn nhà đầu tư đi cùng với mình ừ. thì có có nhiều nhà đầu tư họ là strategic họ là chiến lược. Chiến lược tại vì họ đầu tư không phải là họ vì họ sẽ có kiếm kiếm một cái sự lãi 2x 3x 10x từ cái đầu tư này của mình. Ừ. Nhưng mà cái chuyện đầu tư vào cho mình để mà họ uh, cùng đồng hành với mình đưa những cái sản phẩm dịch vụ của mình vào trong hệ sinh thái của họ và mang đến những cái giá trị vào trong những hệ sinh thái của họ. Rồi. Ừ. Thì những người gọi là corporate Vc uh, thì những nhà đầu tư đó cũng rất là thú vị mà trong job in uh, trong cái danh sách xấu uh, 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 nhà đầu tư của job in đó, thì hết một nửa là là uh, nhà đầu tư chiến lược rồi. rồi tức là mình Kevin là chọn nhà đầu tư chiến lược là chính à? một nửa chiến lược và một nửa là nhà đầu tư tài chánh ừ. để mà họ cùng hỗ trợ cho nhau tại và vì cứu... ừ. dạ, và yếu tố của nhà đầu tư liên quan tới cái, cái, cái ngành nghề mình đang làm sẽ là quan trọng như thế nào họ sẽ hiểu về cái việc mình làm hơn và có thể là họ sẽ không có uh, cho được mình nhiều cái uh, lời khuyên để mình xây dựng sản phẩm của mình uh, tốt nhưng mà họ sẽ giúp cho mình ở rất nhiều mảng chẳng hạn như là uh, bán và những cái thị trường đặc biệt là nhật đó, thị trường đó mà nếu mà bán trực tiếp tục, hoàn toàn như không thể okay. họ giúp mình cách duy nhất là mình bán cho khách hàng của nhà đầu tư của mình tìm nhà đầu tư giúp mình bán được mà bán được họ giới thiệu sản phẩm cho mình cho khách hàng của họ luôn rồi họ đã có một cái lượng khách hàng khổng lồ rồi rồi vậy là đợt vốn lần lần mới này CVP này là để dành cho việc uh, mở rộng ra thị trường nước ngoài mở rộng uh, một phần rất là an toàn an toàn ở đây là mình mở rộng nhanh hơn thôi trong những cái kênh bán hàng những cái khách hàng những đối tác mà mình biết là mình có sẵn mình không cần phải tốn chi phí marketing nữa rồi uh -huh nghe tới gọi vốn là CDB trời đổ mưa tiếp <laughs> em nghĩ mưa là tốt mưa là có <laughs> mưa có tiền có có tiền, không? Có không có tiền. Uh, <laughs> yeah. cái khó nhất của gọi vốn vòng CDB này theo kevin là gì so với lần Siri A thì cái lần này cái khó nhất là gì đa số nhiều nhà đầu tư họ sẽ muốn mình tập trung vào thị trường mình hiểu hơn mình thành công hơn chẳng hạn như là uh, nhiều khi uh, em cũng phải uh, mình tại vì mình, thì mình công, công ty mình cũng đã có lãi rồi mà không có vội, mà mình không vội thì khi đó mình sẽ tận dụng được cái cơ hội nói chuyện với nhà những nhà đầu tư lớn họ họ quỹ họ đủ lớn để họ có thể đầu tư vào cái cái nguồn tiền uh, cho cái vòng này thì họ sẽ tư vấn cho mình rất là nhiều uh, làm sao để mình có thể là mình dung hòa được làm sao để cái 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 số vốn mới này nó giúp cho uh, sản phẩm của mình phát triển những cái feature mới mà nó phục vụ cho khách hàng ở tại thị trường mà mình hiểu nhất là thị trường Việt Nam. Làm sao để mà khách hàng trước đây có thể là chỉ là spend 1 2 nghìn đô với mình thôi bây giờ mình sẽ sản phẩm mình xịn hơn, họ sẽ spend gấp 10 lần. Thì đi kiếm khách hàng mới làm cái gì? Chỉ cần tập trung vào những khách hàng và những thị trường mình đã hiểu rồi. Và mình thay vì mình trước đây mình chỉ ôn khoảng 5% của thị trường thị phần đó. Bây giờ mình ôn lên 20, 30, 40 năm phải là ôn trọn luôn cái thị trường đó thôi thì mình cũng đã là cũng là unicorn rồi thì đi loan nữa ngoài làm gì à, thì đó là bây giờ à, cái khó nhất là làm sao để mình mình xây dựng được cái hoạch tài chính và mình đủ may mắn để mình tìm được những đồng đội rất là giỏi những những C level đồng đội ở những cái um, thị trường mới của mình cho cho nó tốt thì khi đó họ hiểu được cách những chiến lược của mình ở Việt Nam thành công như thế nào rồi. rồi những cái gì nó thành công Việt Nam chưa chắc đã, đã mang đi là y chang là, là thành công ở ở ở những thị trường khác thì làm sao để mà đồng, những đồng đội đó phải hiểu được rồi và là vững đề và bài toán con người đúng không? bài toán con người, bài toán sản phẩm, bài à. toán làm sao để mà grow và retention những cái chuyện mà mình grow nhưng mà phải bền vững bền vững ở đây là là grow nhưng mà chi phí grow nó phải đủ hợp lý à, hồi chưa hồi xưa là ok uh, chỉ cần uh, chỉ cần là cái ratio nó um, uh, nó dưới hai có nghĩa là anh tiêu hai đồng anh phải kiếm được một đồng thì nó ok rồi đó là bài toán hồi xưa bây giờ anh tiêu hai đồng anh phải kiếm được hai đồng hoặc là anh phải kiếm được hai đồng một hai đồng hai còn không là anh fail rất nhiều các cái doanh nghiệp mà mọi người nhiều khi thấy ở việt nam doanh nghiệp việt nam nha gọi vốn được hai ba chục triệu đô rồi á ừ. ờ, nhưng mà thực sự là là, là 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 tiêu hai đồng nhưng mà kiếm được có 10 cent rồi. à thì cũng không phải là thành công đó họ vẫn grow rất là nhanh revenue họ grow nhanh nhưng mà nhưng mà họ cái chi phí nó quá nó quá cao đi và cái thời gian nó gọi là những cái những cái thơm như là payback period là cái thời gian mà mình từng cái mà họ tốn một nghìn đô để tìm được một khách hàng này à, nhưng mà mất đến 2 năm mới có thể là thuộc bắt đầu bắt đầu có lãi từ khách hàng này á quá lâu hả à, quá lâu yeah. mình làm sao để mà mình tốn một nghìn đô để tìm khách hàng này á thì Rồi. trong tháng đầu tiên là phải lãi luôn hoặc là trong năm đầu tiên là phải lãi gấp gấp ít nhất là phải gấp đôi nó thì lúc đó thì những cái metric nó đi rất là sâu à. là là thời gian này là tất cả những cái investor họ rất là kỹ về những chuyện đó đồng ý vẫn là bài toán về sử dụng đồng tiền ha kevin thì chắc chắn là có đội ngũ anh em làm về tài chính trong công ty rồi nhưng mà để gọi là có một cái đúc kết về cái cái, cái cách mình quản lý tài chính hoặc là cái bài học gì về việc quản lý tài chính như kevin vừa nói đó để, để hiệu quả mặt kinh doanh đó. ở góc độ là người đứng đầu thì kevin có bài học gì đáng nhớ không những bài học đáng nhớ nhất của em đó những bài học là mình hơi gọi là underestimate cái chi phí à, cái mình đánh giá thấp hả đánh giá thấp chi phí đánh đánh giá thấp cái chi phí mình khi mình nghĩ là để đạt được những cái những cái tham vọng và những cái ước mơ của mình đó, chỉ cần có 10 đồng thôi nhưng mà Rồi. thực sự nó cần hai đồng đó. ok vấn <laughs> này chắc nhà sáng lập hay gặp hay gặp phải đúng không vào đời gặp phải và nhưng mà nhiều lúc mà thực sự mà mình nghĩ mà có nhiều người họ họ mơ lớn lắm nhưng mà khả năng họ không có họ là họ không có đủ đủ độ đủ, đủ tố chất lãnh đạo để okay. họ, họ giỏi nhưng mà không thuyết phục được những người giỏi khác đi cùng họ để xây dựng được những cái mơ lớn nữa của họ thì, thì sẽ, sẽ càng khó hơn nữa. Đừng nói chuyện chuyện mà những người họ họ hẹn mơ trên trời nhưng mà họ chả có năng lực thì không, ai không, không tư? kéo được người đi cùng với mình đúng rồi. Yeah. Đó, chỗ này mưa lớn dễ sợ luôn. <cười> <cười> à, mong các bạn yeah. khán giả thông cảm cho cái tiếng động hiện trường này. Rồi cảm ơn Kevin. À, thực sự là một cái yếu tố mà 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 cũng rất là nổi bật ở Kevin mà anh thấy anh quan sát là người bạn của em là cái khả năng xây dựng mối quan hệ và thực chất thì đó cũng là cái điều mà anh tin rằng nó đó đóng một phần không nhỏ trong cái việc gọi vốn của em và thành công hoặc là tuyển người cái việc mà Kevin xây dựng quan hệ với rất nhiều người khác nhau thì ở đây cái này là một cái gì đó nó tự nhiên ở trong khả năng của mình hay là cái kỹ năng gì đó mà mình rèn luyện hay là nói về cái chuyện này Kevin có chia sẻ không tức là cái kỹ năng networking của mình em nghĩ Khả năng networking của em nó uh, nó đi về hai yếu tố cực kỳ quan trọng mà em nghĩ là cũng là hai yếu tố mà em uh, em nghĩ là mang lại cái uh, cái may mắn cho em trong cách em uh, uh, xây dựng mối quan hệ trong 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 trong, 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 trong công việc à. hoặc là trong cá nhân đó là đầu tiên là uh, phải uống được uh, okay. mà mà uống được thì lúc đó mới có thể là rồi. cùng nhau thưởng thức một ly chivas ngon ừ. và trò chuyện rồi. Uh, Uh, chia sẻ những cái giấc mơ những ừ. cái thất bại và thành công của mình. Ok uống với nhau được ngồi với nhau được đúng không? Uh, và uống được rồi á thì cũng phải uh, tập thể dục thể thao với nhau được. Uh, uống xong rồi ngày mai chạy với nhau hoặc là đá banh với nhau được. Okay. Hoặc là đá banh xong rồi ra với nhau. Ok được. đó thì cái chuyện mà dung hòa giữa uh, vừa biết uh, uh, ba lần cuộc sống và mình tìm được những người mà họ có được những cái cái, cái lifestyle mà giống giống như mình thì khi đó cái chuyện mà mình xây dựng cái mối quan hệ nó nó tự nhiên hơn okay. nó không có gượng nhiều khi uh... không phải là chỉ vì công việc đúng không? không phải công việc giờ suốt ngày ngồi biết là nói chuyện với anh để tôi lấy tiền của anh Thì hơi đó. khó ok tôi nhưng mà tôi đi uống ly chivas ngon với anh rồi xong rồi tôi lấy banh với anh rồi nói chuyện khác ừ và kết thân với họ cái góc độ con người và bạn bè hơn nữa chứ không chỉ là vì công việc Thì cuộc kia, kia. nói chuyện uh, nó tự nhiên hơn rồi uh, trước khi công việc nó xảy ra trước khi mình mình làm favor cho nhau uh, thì mấy nhất mình em nghĩ là ai mà em nhậu được uống được với nhau á thì những bạn bè đó thân lắm okay. và hỗ trợ công việc với nhau á uh, uh -huh. rất tốt và đặc biệt là mình có nhậu á thì cũng mình cũng chọn những người mà mình rất là quý uh -huh. những cái công việc họ làm yeah. như lúc họ họ không cần họ phải quá thành công nhưng mà những cái công việc những đam mê họ làm mình mình rất là thấy uh, như họ vẽ tranh đẹp họ hát hay okay. họ họ là những cái artist mà mình rất là ngưỡng mộ hoặc là họ những những cái engineer hay những cái business những cái professor ừ. uh, họ nghiên cứu những đề tài cực kỳ hay mà những cái nghiên cứu đó sau này nó có thể là giúp cho mình suy nghĩ về cái business startup của mình hơn hay là những cái network trong những cái academic uh, uh, giáo sư đó dù khi họ chạy kinh doanh tốt đâu uh, nhưng mà họ sẽ giúp cho mình giới thiệu được những người mà sẽ suy nghĩ được những cái giải pháp những câu trả lời cho những bài toán rất lớn mình đang xây dựng cho kinh doanh của mình. đồng ừ, ý. Ừ, ừ. Mà phải đi uống với nhau mới được. <cười> <cười> phải đi uống với nhau. Nãy giờ Kevin nhắc rất nhiều đến cái chữ Pay it forward. Anh cũng rất là thích chữ đó. Mình uh, cho đi và mình uh, giúp đỡ, chia sẻ để cho chức nhận sau. Uh, cái tinh thần của chương trình này cũng là tinh thần có cái chữ là I rise, we rise. Tức là một cá nhân phát triển giúp cho cả cộng đồng cùng phát triển. Uh, Kevin nghĩ về tinh thần này như thế nào? Em nghĩ lại thì mình anh đến được ngày hôm nay à, cũng chưa gọi là thành công nhưng mà có những thành tựu mà mình nghĩ là đang mang lại rất là nhiều các cái uh, lợi ích và hạnh phúc cho um, khách hàng cho nhân viên uh, cho bạn bè gia đình uh, cũng thấy mình uh, uh, mất ăn mất ngủ nhưng mà mình thay đổi ra những cái lý do và những cái lý tưởng nó rất là ý nghĩa chứ không phải là nó vì tiền hay là vì nó những cái uh, tàu lao nào đó thì khi mà mình pay forward mình nghĩ lại làm sao để mà phát huy được cái tinh thần mà arise we rise này nữa thì việc đầu tiên đó là mình cứ mình rất là hào phóng cho đúng người với thời gian của mình với những cái gì nếu mình có nhiều hơn tí những cái tiền thì mình có thể đầu tư vào những cái uh, lĩnh vực những cái dự án những những bạn mà rất là giỏi và thực sự tâm huyết với những cái đó À, sắp tới thì uh, job in cũng rất là tự hào khi mà là, là được uh, là chọn là một đối tác uh, tin cậy uh, của bộ đầu tư ừ. bộ của bộ kế hoạch đầu tư sure. um, uh, bên nic và mpi sẽ có một cái chương trình thường niên là việt nam venture summit hay quá uh, um. làm cùng với lại golden gate venture yeah. và sequoia nice. thì uh, job in rất là tự hào được đi đồng hành cùng với lại là bộ, bộ kế hoạch đầu tư uh, trong tháng 12 thì hy vọng là các anh em Ừ. Uh, đang làm startup có thể cùng tham gia thực vời và rồi. để mà biết được là cái yếu tố ngoài cái chuyện là con người ừ. thị trường sản phẩm yếu tố về hỗ trợ từ chính phủ cực kỳ quan trọng đúng rồi và thiếu yếu tố đó thì các anh em mà đang theo đuổi web ba hay là những theo đuổi những cái kế hoạch mà ai uh, sẽ rất là khó khăn nếu mà không có được từ những cái uh, mình phải face pay pay forward cùng nhau pay it forward chính phủ họ đã pay it forward rồi đúng không nên là giờ mấy anh em làm làm về tết đó cái <laughs> đóng thuế đâu đúng không thì mình đâm ra là mình phải cùng pay it forward ngược lại là phải cùng hỗ trợ để mà mình xây dựng được những cái ecosystem đó cùng với lại là các văn phòng chính phủ chứ đừng nghĩ là nhiều lúc oh, chính phủ làm chán. ok à, quá hay. cảm ơn kevin về nỗ lực vừa rồi À, bây giờ thì như thường lệ chúng tôi thay đổi không khí một chút bằng một phần thử thách nhỏ nhỏ với khách mời. Mời quý vị đón xem. Thì uh, mời Kevin uh, bóc đủ nhiên. Oh, nah. Oh, nah. Uh, okay. Okay. Vâng và đây là thử thách của Kevin uh, cho chương trình Pool Venture Series ngày hôm nay. Uh, cũng dễ thôi, nhanh thôi. Đầu tiên đó là Speed Interviewing, phỏng vấn nhanh một bạn Gen Z muốn nhận được vào làm việc tại Job In Hãy gọi điện cho nhân viên của bạn và gửi lời cảm ơn động viên tới họ. Thử thách cuối cùng: giữ bóng bằng thân trên trong khi chơi hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 3 phút. Cả host và guest cùng đưa ra đáp án cho 20 câu hỏi kiến thức. Ai là người đáp án đúng và nhanh, 5 giây một câu thì sẽ ghi điểm. <laughs> Lâu rồi ông đáp đápanh ha. <laughs> Lâu rồi ông à. Rồi đầu tiên là speed interviewing, phỏng vấn nhanh một bạn Chelsea muốn được nhận vào làm việc tại Job Hopin. Dạ alo ạ. Em em là bạn Chelsea đang muốn Ờ, uh, làm việc ở job in đúng không? Dạ alo, em không nghe rõ ạ? Ờ uh, uh, hello em nghe rõ chưa? Anh là dạ, em nghe rõ rồi. Uh, Anh là I Kevin. vậy oh, yeah, hả, bên em bên anh cũng mưa. Dạ. Ờ uh, em uh, em là bạn Gen Z đang muốn làm việc ở job in đúng không? À uh, dạ đúng rồi anh ạ. À. Ờ uh, anh là anh Kevin đây. Ờ uh, anh Ờ oh, dạ anh dạ, Kevin Ờ uh, hello em, uh, cảm ơn em uh, apply vào job in anh hỏi em câu thôi à, nếu mà có um, chọn uh, một siêu năng lực thì em muốn chọn năng siêu năng lực nào vì sao à, nếu mà muốn có một siêu năng lực ạ à, ừ. Uh, siêu năng lực của em là em rất là muốn hóa thông thành uh, bất kỳ ai mà em yêu thích đừng nói là anh nha không ừ, phải hết, 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 ha hết Halloween rồi em Em coi anh chưa đúng rồi Cực luôn. Cho nên là <laughs> like vào chút, ôi trời ơi nếu mà uh, dịp halloween á thì anh uh, rất là vui thì em hóa trang thành anh uh, <laughs> như hết halloween rồi <laughs> uh, ok cảm ơn em hi uh, vọng là có dịp uh, uh, gặp em tại uh, văn phòng của Justin ôi dạ anh ơi, phỏng vấn chống bánh vậy thôi ạ. Phỏng vấn chống bánh thì vì phần cái vòng của anh là vòng gửi xe và vòng dễ nhất. <laughs> ở Gen Z ôi, dạ ơi, Nếu mà câu trả lời của em là có qua cái vòng gửi xe hôm nay hay là xe bị trục ngoài đường á? Anh bảo đảm là chờ tạnh mưa thì em cứ qua. cho in là em vô tới vòng hai rồi đó. Chúc mừng em. Ô, ôi, thấy hả anh không, không lại qua nữa. Giờ tạnh mưa là qua liền luôn. Không, em thấy anh là là trên quay mà anh cũng cố gắng để anh hiểu Genji như đó là, là... hy vọng Từ là em cũng sẽ. Bởi vậy nên em phải cố gắng để mà qua những vòng tiếp theo nha Chúc em may mắn Ok, ăn. em sẽ cố gắng hết chút Nhưng mà anh phải xác nhận với em là em đã qua vòng gửi xe rồi đúng không? Anh xác nhận với em là em mà không qua là anh đi gửi xe với em luôn Ôi <laughs> trời ơi, hay quá Nhưng mà anh đi ô tô em đi xe máy thì sao gửi xe chút được à, Anh đi xe đạp em ơi <laughs> Ôi vậy á Ừ Để em đi xe đạp giống anh đạp xe thì anh mới để cho mèo ăn được chỉ thiếu mỗi ô tô thôi <laughs> xung quanh chó in rất là nhiều mèo bởi vậy em có đi uh, xe máy thì em nhớ đi chậm chậm để <laughs> em ngắm mèo ôi dạ em thích ừ. chó hơn <laughs> ôi dạ hả được thua rồi không có chó rồi em <laughs> à, Dạ, dạ em à. cảm ơn anh ạ à. Ờ cảm ơn em nha, chúc em may mắn Dạ, vậy dạ là bát rồi ạ, à. dạ em à. cảm ơn ạ à. Em bác dạ, rồi đó Em là hạnh được nói chuyện với anh ạ à. Anh cũng rứa, bye bye em Bye bạn. <laughs> dạ dạ em chào anh ạ. À, chúc anh có nhiều sức khỏe. Rồi à, chúc em đừng mắc mưa. Hay à, dạ em tưởng anh, anh cùng vậy nha. Chúc anh khô ráo. Nói nữa nói sáng luôn đó em. Dạ dạ dạ, dạ anh có máy đây, dạ cảm ơn ạ. Ờ à, cảm ơn em. À, Ơi à, cảm ơn Kevin. Ơi à, sức hỏi tôi chắc khó trả lời quá, siêu năng lực ha. Rồi yeah. hãy gọi điện, hãy gọi điện cho nhân viên của bạn gửi lời cảm ơn động viên tới họ, một người bất kỳ ai. Dạ à, dễ thôi. Rồi à, gọi uh, ok. Rồi. Alo. À, À, may quá em bắt máy và anh nghĩ là anh gọi em sẽ bắt máy trong giờ này tại vì anh biết là là là, là sáng sớm thì gọi uh, không được em đâu <laughs> à, gọi anh gọi cảm ơn uh, ly đã hôm nay uh, uh, bút anh uh, hơi nhiều show uh, nên là anh phải chạy uh, trong mưa à, nên là cảm ơn em nha. Cảm ơn em là cho anh có cơ hội sắp được tắm mưa. Ừ, dạ. cảm ơn Sếp đã uh, trời mưa đi chạy show giúp cho thi mà. <laughs> ok, em cũng cố gắng uh, uh, giúp anh uh, take care máy show khác nha. Uh, thành viên của CEO office là hơi căng đó. Dạ. Ok em. Dạ. Right. Rồi. Uh, uh, happy Thanksgiving. và thank, right, thank you em. Thank you. Uhm. Rồi, nhân viên của Kevin dễ thương quá Rồi, trò chơi cuối cùng cho nó vui vui nào Chúng ta đổi không khí, giữ bóng bằng thân trên Trong khi chơi hỏi nhanh, đáp nhanh trong vòng 3 phút Rồi, xin mời mọi người cùng chứng kiến tài năng là... giữ bánh của Kevin lâu lắm đáp banh đúng không? dạ <laughs> <laughs> à, Đây là thử thách liên quan tới Hồi xưa là mình với Kevin có đá banh chung nữa nha Lâu lắm rồi, cách đây 10 năm là vẫn đá banh chung đá cái này nè, sân, sân năm thì bây giờ sẽ là thử thách để mọi hai cả hai host và khách sẽ cùng giữ trái banh bằng thân trên không được dùng tay và trả lời các câu hỏi hỏi nhanh đáp nhanh để xem cuối cùng ai trả được nhiều hơn rồi, 1, 2, 3, sẽ bắt đầu ha Calipha Artificial Intelligence Loroche uh. À uh, uh, không biết Không biết, rồi biết <c informative> Oh, okay. Open AI bốn tỷ đô. Biden TikTok By hả? Dance. Uh, Wow. Wow. Uh, Facebook. <laughs> uh, Đây gì? Đây Dương à? <laughs> Đây Dương. Ờ <laughs> Ba thủ đô Cái này anh trả lời để em để em học vậy? Đúng rồi. Ờ, chú lên đứng Ồ, ờ, chậm quá à. Tiêu ờ. ờ À, Châu Phi hả? quốc à, gia yeah, à, Brazil Ồ ờ. oh. Đà Nẵng oh. Ờ. cấp ờ. Ok Uh, Mas, Mas, Mas yeah. Uh. Yeah. <cười> <cười> và bây giờ thì uh, chúng ta thay đổi không khí một chút và uh, anh Kevin sẽ uh, tham gia cái phần giao lưu khán giả để trả lời các câu hỏi của khán giả đã gửi về cho trang uh, Việt Success cũng như là Blue Venture Series những bạn uh, đang start up hoặc là có dự định sẽ start up khởi nghiệp có gửi những câu hỏi về rồi hôm nay sẽ là phần chia sẻ của anh Kevin à, khán giả Minh Hoàng à, câu hỏi là startup của em khi em về F&B cụ thể là xây dựng mô hình xe lưu động bán đồ chay bánh mì xôi và bánh giò nghe đã bụng rồi đó <laughs> trong vòng à, 2-3 năm tới mục tiêu của em là xây dựng được 300 điểm bán khắp các tỉnh miền Nam chủ yếu là Sài Gòn để có thể đạt được mục tiêu thì em cần huy động vốn vậy xin chương trình cho em biết em cần chuẩn bị những gì để đi gọi vốn thành công ạ à? à, Wow, câu hỏi rất là hay của Minh Hoàng, một bạn đang rất là mê bánh mì xôi và bánh giò và những thứ mà em sẵn sàng là khách hàng đầu tiên. À, thì các à, mình nghĩ là để mà đạt được ước mơ 300 xe bánh giò của em á, thì à, à, em phải bán được à, à, xe đầu tiên thì là ngon nữa và em sản phẩm mà em ngon á thì à, lúc đó à, sẽ rất là nhiều à, à, khách hàng sẽ à, là một cái minh chứng để cho em uh, uh, biết được là làm sao để em scale được lên 300 và em gọi vốn khi mà việc đầu tiên là em có được bánh giò ngon đó, thì sẽ rất là nhiều các cái uh, F&B investor hiện tại uh, từ Thái Lan họ qua họ họ đang tìm được rất là nhiều cái mô hình bánh giò rồi bún bò để mà họ đầu tư lại thì do uh, uh, khi mình nghĩ là uh, sản phẩm ngon đã lúc đó em scale lên 300 trăm hay ba ngàn thì cũng không có khó đâu gì phải ngon cái đã ha yeah. uh, câu hỏi tiếp theo theo anh chị khách mời thì người sáng lập sẽ nên giữ bao nhiêu phần trăm công ty uh, để vừa có thể chia độ cho các nhà đầu tư những người đồng sáng lập e mà vẫn giữ được nhuệ khí khởi nghiệp của bản thân đây là một câu rất là hay tại vì đây là một cái mà em nghĩ rất là quan trọng và rất là khác biệt ở Việt Nam tại vì nó liên quan đến về không những tài chính mà còn liên quan đến pháp luật vì nếu mà công ty từ đầu mà đã setup bị sai thì sẽ không đầu tư được à, sai đây là ví dụ như muốn gọi vốn những cái investor nước ngoài thì phải phải có được những cái cơ cấu cấu trúc công ty mà nó setup phù hợp cho cái mục đích đó hoặc là khi muốn ra cổ phiếu mà công ty không phải là công ty có khả năng để phát hành cổ phiếu và thời gian gần đây là cái thị trường mà những cái điều luật của ngân hàng nhà nước về cái chuyện mà ra trái phiếu cổ phiếu nó rất là chặt chẽ hơn nữa, ừ. mà vừa ra luôn là mới luôn á thì cái chuyện mà bạn hiểu về luật pháp nó sẽ rất quan trọng để mà việc uh, các bạn có thể là ra để shop hay không uh, bao nhiêu phần trăm thì hợp lý mỗi ừ. vòng ngoại vốn uh, thì ít nhất nhà uh, nhà đầu tư cũng phải cũng phải có được là 15 đến 20% phần nếu là những cái vòng đầu tiên ừ. hay là những cái vòng sau thì ít nhất cũng phải là uh, 10% phần thì lúc đó Uh, uh, cái cái chuyện dilution đó uh, nó mới đủ um, nó đủ đủ ý nghĩa để các nhà đầu tư họ đầu tư vào cho mình thì cứ mỗi vòng ngoại vốn thì các bạn sẽ sẵn sàng là phải uh, phải phải biết là uh, cái giá trị của cổ phiếu mình nó sẽ lên ừ. nhưng mà cái phần trăm mà sở hữu của uh, doanh nghiệp của mình nó sẽ đi xuống khoảng 15 đến 20 phần gì đó ừ. à, nếu bạn giỏi thì 10 phần trăm đó là um, cái uh, và một mốc chút kỳ kỳ quan trọng đó là các câu founder phải Uh, có được những cái gọi là vesting schedule với nhau hồi xưa là 4 năm bây giờ 5 năm có nghĩa là có nhiều cái công ty rất là thành công nhưng mà uh, có nhiều không 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 gọi vốn được tại vì là uh, uh, trên cái cap table là gọi là cái bảng uh, với cổ đông cổ đông cổ đông sở lớn đó, thì lại có nhiều co founder họ chẳng làm gì hết mà họ đang giữ một đóng cổ phiếu thì khi đó cái chuyện mà investor họ không có vào được rất uổng những cái business nó chết tại vì không nhận được đầu tư là vì do là uh, làm tốt nhưng mà tự nhiên chọn người sai rồi ký giấy tờ để mình phải biết được những cái yếu tố mà nó rất là căn bản như vậy để tránh được những cái lỗi làm đó. Và nó rất là nhiều các cái result và rất nhiều cái accelerator uh, nội địa cũng có rồi quốc tế họ vào Việt Nam cũng có để họ giúp cho các founder uh, như bạn uh, nguyên Đạt uh, có hỏi đây để thì khi đó nhiều như Techstar, Founder Startup này, rồi rất là nhiều các accelerator, uh, VSV nè đó thì đó là những cái mà uh, các bạn có thể là uh, tìm hiểu mà không có tốn chi phí gì hết để học được những cái kiến thức uh, căn bản về về phần trăm cổ phần rồi về ESOP Nếu các bạn mà còn sai nữa thì do các bạn lười thôi. Ok, cảm ơn Kiều Vinh. Trả lời rất chi tiết cảm ơn Kevin. Uh, và rồi là những phần uh, chia sẻ trong cái mục giao lưu khán giả. Rất mong các bạn uh, tiếp tục theo dõi chương trình và gửi về câu hỏi cho chúng tôi đến các vị khách mời trên hai trang đó là việc Success và Blue Venture Series để các khách mời có thể giao lưu và trả lời các câu hỏi trong những chương trình lần sau. Ok uh, và cuối cùng thì thường thường sẽ có một câu hỏi uh, của chương trình dành cho tất cả các khách mời. Thì hôm nay muốn nghe quan điểm của Kevin xoay quanh cái việc là đâu là một cái mô hình startup up hoặc là cái mô hình thành công mà Kevin xem là một cái hình mẫu noi theo hoặc là một cái mô hình mà truyền cảm hứng cho Kevin khi làm shop open ở bên Mỹ em có được những cái mô hình như là như là A4 AI đó là một mô hình mà rất thành công ở Mỹ ừ. trong chuyện mà xây dựng được những cái AI giải pháp để mà phát triển trong những cái doanh nghiệp mà uh, có những đối tác như SCP đã chứng minh được là lên sàn thành công trở thành là uh, định giá rất là lớn rồi và họ có rất là nhiều các tài liệu mà mình có thể học mình theo và chính bản thân uh, em cũng đã tham khảo rất là nhiều ừ. để mà khi em quyết định được những chiến lược cho công ty đi ừ. uh, những đối tác nào những partner nào ừ. tại sao mình trend AI trên AWS mà không phải là trend trên uh, Google Cloud sorry Google Cloud team uh, <laughs> đó là những cái lý do mà ừ. tại sao mình uh, không cần phải sáng tạo cái gì quá mới để ừ. mình đột phá trong cái lĩnh vực này mà mình phải thực sự là chọn được những cái uh, uh, mô hình như là job in đã từng chọn như a uh, ừ. ở mỹ để mà phát triển cái mô hình đó tại việt nam ừ. cảm ơn kevin vâng và vừa rồi là chia sẻ của kevin tùng nguyễn là sáng lập và ceo của job Hub in À, là một công ty startup ứng dụng công nghệ AI và máy học vào trong uh, ngành nhân sự để tối ưu hóa việc tuyển dụng và những chia sẻ của Kevin về những kinh nghiệm về gọi vốn, hy vọng phần nào sẽ là những thông tin đáng tham khảo dành cho các bạn sáng lập các công ty khởi nghiệp hoặc là những bạn đang có mong muốn khởi nghiệp và muốn tìm hiểu về việc gọi vốn cho công ty trong tương lai của mình. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành để lan tỏa những cái bài học quan trọng về khởi nghiệp cũng như là những câu chuyện truyền cảm hứng à, xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo quý vị có thể xem uh, kênh youtube việc success bấm subscribe để đón xem các tập mới nhất cũng như là xem lại các tập cũ đã phát sóng hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là spotify uh, apple podcast để có thể nghe lại chương trình bất cứ lúc nào xin chào và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau